thân mến, ngày hôm nay thì mình quay trở lại điểm trường Huệ Có, một điểm trường nằm ở trên rất là cao và có 25 bạn học sinh mầm non cùng một cô giáo ở với nhau, học chung với nhau trong một cái ngôi trường rất là nhỏ. Ở trên đó thì các con còn thiếu thốn rất là nhiều thứ. Là ngày hôm nay mình có đến và mang cho các con rất là nhiều đồ. Hôm nay cũng có nhờ được trưởng thôn xuống tận dưới trung tâm thị trấn để đón mình. Bây giờ thì hai anh em sẽ cùng nhau vượt những cái con dốc rất là cao để quay trở về điểm trường. Em thích ra cái bọn ở đường này nó không đi học à? Mấy đứa này này. Này chắc là đi muộn đấy. À đi học muộn à? Đi học muộn trốn, kiểu trốn học đấy. Đi học muộn nó trốn học luôn. Ừ. Kiểu đi thì cũng sợ cô giáo mắng ấy. Sợ cô giáo mắng à? Bởi vì mọi người biết rằng là cái đường từ nhà các bạn ấy xuống đến trường ấy nó rất là khó, và hầu như là các bạn phải đi bộ đó. Và ngày hôm nay thì tôi cũng có hẹn cô giáo Hạnh cũng như là một cô giáo nữa, tất cả sẽ cùng nhau đi lên trường. Bây giờ chắc phải nhờ một xe chở bánh kẹo đi nhỉ. Nhờ một cái cô giáo rất là trẻ bên này nữa. Một cô giáo năm nay mới 22 tuổi thôi. Và cũng ở một cái điểm trường còn xa hơn cả trường cô Hạnh đúng không chị? Xa hơn không nhỉ? Không xa hơn đâu. Không xa hơn ngang à? Nhau thôi mà. Ngang ngang nhau à? Ừ. Nói chung là cũng rất là xa. Đường thì vất vả rồi. Đường đi thì giống nhau rồi, vất vả rồi. Trời này lại sợ sắp mưa ấy. Mưa thì đi. Trời ngày hôm nay thì khá là âm u. Đầu thì mình cứ tưởng nắng cơ. Lử còn mua một cái can rượu rất là to này. Đi nhưng mà ông chủ này bảo là thôi đã mua thì mua luôn 10 lít đi. Thế là thế... mua là mua đầy luôn à? Ừ, thế là thế là thôi chơi luôn. Rồi đi, mình đi nhanh đi không các cháu chờ nhỉ. Cô giáo Nga và cô giáo Hạnh. Đây chính là cái con đường mà hàng ngày các cô giáo sẽ đi đến trường để trông và dạy các con. Sau đó thì buổi chiều, buổi tối thì các cô lại trở về nhà của mình, hoặc là trở về trung tâm huyện. Lử có biết là con đường này bao giờ mới được đổ bê tông không? Con đường này thì cũng không rõ lắm, bởi vì là mình vẫn chưa có cái kiến nghị là nâng cấp ấy. Thì chưa có, hiện tại là chỉ là gọi là thông đường thôi, thông tuyến thôi. Có vẻ như là hôm nay đường trơn hơn mọi ngày đấy đúng không? Vâng, hôm nay đường trơn lắm. Tay lái của những cô giáo ở trên này công nhận là giỏi thật. Đây mới đang là cái đoạn dễ thôi, một lát nữa lên những cái đoạn khó hơn thì đấy, các cô phải bò bằng chân này. Mình vào một cái đoạn đường xấu hơn để cho mọi người nhìn cái cách mà những cô giáo vùng cao đi lại. Hôm nay kiểu nó còn mưa trước ấy nhở, nếu mà vừa đi mà mưa còn vất vả nữa. Rồi. Có vẻ như là cô giáo Nga đi. Cô giáo Nga đi tay lái còn vững hơn cả chị Hạnh, cô giáo Hạnh cơ. Mình thì ôi trơn thế. Ừ, mình đàn ông thì mình tay cứng hơn thì mình không sao nữa. Chung là mình rất là nể phục những cô giáo vùng cao, bởi vì là cái điều kiện công tác của họ nó quá là khó khăn so với chúng ta, so với những cô giáo ở vùng xuôi. Và cái nữa là trẻ em ở vùng cao thì cái mức độ tiếp thu, tiếp nhận của nó cũng rất là chậm, nên là cũng rất vất vả trong cái việc giảng dạy. Bạn mình có nhiều bạn đi học cấp 3 không ạ? Lử cấp 3 thì có một cháu thôi. Một cháu duy nhất? Một cháu duy nhất thôi. Là đang học lớp mấy? Đang học lớp 12. Lớp 12. Trông mọi người như kiểu đang đi trên mây ấy. Ở đây gặp rất nhiều những người bà con, họ đang bán rau và
lại bắt chấy cho nhau thì phải, đúng rồi. Hôm trước mình đi vào đây thì cũng thấy một đội mọi người đang ngồi uống rượu cả bắt chấy cho nhau. Bây giờ thì bắt đầu đi xuống một cái con đường đất đá. Chính thức hết bê tông rồi đúng không? Giờ chỉ đường đất hết bê tông rồi. Đường này thì đến mùa mưa nó hay bị sạt lắm. Mùa mưa hay bị sạt lở luôn à? Sạt cái tờ ly này xuống này. Sạt từ cái vách núi này xuống á? Vâng. Thế thì cũng nguy hiểm nhỉ? Vâng, cứ mới một năm là phải thuê máy xúc để san sửa lại một lần ấy. Thì nó mới đi được. Những cái đoạn mà có nguy cơ sạt lở là mình phải xử lý ngay đúng vâng, không? Vâng, xử lý ngay. Không là bà con không đi được chợ, không mua được mì muối, mì chính các kiểu ấy. Điều mà sạt lở là thôi khỏi đi ra bên ngoài nhỉ? Không đi được luôn. Ôi mọi người, bây giờ cái làn xương nó còn dày đặc hơn nữa này. Nói chung là cô cũng có tuổi nhưng mà cô cũng rất nhiệt tình ấy. Ừ. Thì các con cũng rất là quý cô. Mà anh thấy là ngày trước ấy, cái điểm trường còn không có cô giáo lên dạy đúng không? Ừ, cái đầu năm ấy thì không có cô giáo. Thì em là một người lãnh đạo, em bảo là thôi cô gì cũng được, miễn là có cô giáo lên với các cháu. Cô nào cũng được đúng không? Cô nào cũng được, không cần là cô trẻ cô già, cô không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm, không cần biết. Ừ. Miễn là có cô giáo lên với các cháu để các cháu nó đỡ tủi thân ấy. Ừ. Hôm nay tôi muốn là tôi thế mới càng khâm phục cái sự kiên trì của các cô giáo ở đây, bởi vì là mọi người biết rằng là thực ra thì cô anh ở cô thì cô nhà cũng xa chứ. Đấy, từ đây vào nhà cô xa nhưng mà cô cũng sáng nào cũng phải chạy lên. Cô bảo là thôi còn các cháu thì cũng phải đi với các cháu trước. Chúng tôi chuẩn bị vượt một cái tầng mây. Khi đến lên làng thì có vẻ như là trời sẽ nắng rất là đẹp đấy. Cái thác nước này mùa lũ thì làm sao mà đi qua được nhỉ? Đây này mới làm cái nghỉ chân một tí. Nghỉ một tí à chị? Nghỉ dừng chân một tí. Đi mỏi hết cả đường khó đi quá, mỏi hết cả lưng. Ở đây thì có một cái thác nước rất là đẹp. Nhưng mà mùa lũ thì không biết là nó có nhiều nước không, mọi người có đi qua được không? Nó có cái cống rồi. Nó có tràn rồi nhỉ? Có cái đập ở cái cống thì chắc là không ngập đâu. Hôm trước các chị đi thì nó chảy to lắm. Nó chảy rộng hết cả cái ra đấy, cái chỗ đoạn này này. Bây giờ nó ít nước đi rồi. À, hỏi thăm cô giáo Nga một tí. Cô giáo Nga năm nay 22 đúng không? Đúng rồi. À, có người yêu chưa? Em chưa có người yêu. Thế là một ngày em sẽ đi làm bao nhiêu cây? Đó. Một ngày em sẽ đi làm bao nhiêu km? Khoảng 90 km. 9 đến 10 km à? Vâng. Thế nhà em thì có phải là ở dưới kia không? Nhà em ở xa lắm. Xa là ở đâu? Nhà em ở huyện khác. Ở một huyện khác? Trăm và... cây số chứ mà, 9 cây. Nhà em là cách đây cả trăm cây số à? Ôi. Thế động lực nào mà em có thể đi làm ở một nơi xa như thế này? Chắc là vì các con ở vùng cao thôi nhỉ? À, vì các con ở vùng cao đúng không? Vâng. Hôm nay lại có sương mù này, xong lại ướt. Nếu mà là mưa to ấy, mưa to mà nước này nó tràn ra nó đi cả bên này cơ mà. Thế nó tràn sang ở bên này thì bắt buộc phải lúc trước cũng làm phải nâng cái này cao lên để nước nó không đi bên này. Ui đây này nó tràn lên đây nó vi đá nó vi thế này nhỉ. Sợ nhờ nhìn ấy. Đây mọi người nhìn này, suối. Cái lòng suối khi mà mùa mưa nhiều đến ấy, đá nó trơ trọi như này cơ mà. Em xuống đoạn dưới cái em quay xuống nhìn sợ lắm, trắng mặt luôn. Nó sâu hùm xuống luôn ở tận dưới ấy. Để ngay cái đoạn phía trước này thôi đúng không? Ừ.
Lỡ mà mình có đi qua mà nó trôi một phát là mình đấy, xuống dưới kia luôn đấy. Trôi thì chả biết ở chỗ nào mà tìm nữa. Hôm nọ chị, lần đầu tiên chị đi làm chị bị đổ xe ở đây mà. Đổ xe ở đây á? Ừ. Đổ xe, đổ. Có nghĩa là chị chống cái chân chống này này nó bị lún. Ừ. Thế là nó đổ cả xe cả người xuống. Sao lúc đấy chị có khóc không? Thì chị cứ làm im đấy để chờ họ xuống, họ từ đây xuống họ dựng xe lên cho mình. Tại vì nó đè vào người chị rồi. Ừ. Lúc đấy chắc tủi thân lắm nhỉ? Hai cái đầu gối chị này tím hết rồi. Ừ. Thành kỷ niệm đi lên của có đấy. Ừ. Nói chung là sự nghiệp giáo dục vùng cao thì quá là vất vả. Chắc là anh phải đi bộ qua chỗ này anh ơi. Anh đi bộ đúng không? Ừ, anh đi bộ qua chỗ này. Ok. Ừ. Cái đoạn này nó không mưa thì đi đường. Đoạn này không mưa nó trơn lắm. Ok không sao. Đây, để mình nhờ, cho mọi người xem là cái đoạn này nó khó như nào đấy. Nó toàn đá là đá nó trơ lên. Ui. Thậm chí là nước nó còn chảy ra đường này. Đấy. Ôi. Đây, cô giáo Nga còn bị trôi xe rồi. Rơi cả bánh kẹo. Một cô gái năm nay mới 22 tuổi cũng vì tiền cơm manh áo, vì sự nghiệp giáo dục cố gắng và kiên trì để theo đuổi cái công việc làm sư phạm, làm nghề giáo này. Cố lên. Chắc em phải mua cái xe khác rồi. Cái xe này em mà đi đường này nhiều rồi. Nó yếu. Đi chị cố lên nào. Xe nó bay hết sang bên này, sang bên kia. Kiên trì thật đấy. Ngày nào cũng như thế này. Mà có đường bê tông ấy, có khi em mở du lịch trên này được ấy nhỉ? Vâng. Em có ý tưởng gì không? Ý tưởng của em là cũng đang định mở du lịch lên tít cái đồi cao kia kìa. À, làm điểm ngắm mây à? Vâng. Với cả là điểm chăm dê nữa. Vâng, chăm dê. Thế trẻ con làng mình mà học ở dưới ấy, học ở tít dưới này này, thì buổi sáng bọn nó sẽ đi bộ xuống hay bố mẹ đưa đi học? Đi ở đấy cả tuần không anh ạ? À, cả tuần à? Vâng. Ví dụ chủ nhật là nó bắt đầu đi, chiều chủ nhật ấy thì đến cuối tuần thứ 6, thứ 7 nó lại về. À, rồi. Là cũng mình phải đi đón đúng không? Vâng, phải nó đi đón. Nó có tự đi bộ về nữa? Có người nếu mà phụ huynh không ở nhà thì nó cũng đi bộ về thôi. Có cháu thì phụ huynh ở nhà thì cũng đi đón tận nơi. Ừ, đi bộ hết mấy tiếng ấy nhỉ? Vâng. Mới về đến nhà. Còn những bạn có nhỏ những cháu mà thì... nó đang đi học lớp 1 nên nó về nó đói quá, nó còn dừng lại giữa đường cơ mà. Nó ngất à? Kiểu ngất, không đi được thì
Nói quá là ngất ở giữa đường luôn. Kiểu lúc về là cứ tranh nhau về, không ăn cơm xong mới về, cứ tranh nhau về. Bây giờ thì tôi đã vào đến trung tâm ngôi làng rồi. Mình đang rất là háo hức, không biết là các bạn nhỏ đang như thế nào. Mình có vẻ như là các bạn đang rất là mong chờ. Đi, mình đi lên trường đi nhỉ. Lử còn chuẩn bị một can rượu rất là to. Thế là hôm nay định uống rượu à, trưa nay ấy? Chắc phải làm một tí. Làm tí à? Đi, mua, nhanh. Đi lên lớp đi nè. Nhanh, ôi giời ơi. Cần tớ. Này còn uống cả sữa tinh à, sành điệu đấy nhỉ. Ai mua cho? Hôm nay là dự báo thời tiết là sẽ lạnh, cho nên là mưa. Chân tổng thể là ngày mai ngày kia sẽ lạnh đúng không? Nhất trường thì lò. Hai vợ chồng đi kéo gỗ à? Sao trâu bò đâu không để nó kéo mà lại lấy người kéo thế? Không có à? Đây mình kéo về để làm nhà đúng không? Đây này, hai vợ chồng kéo một cái cây gỗ rất là to. Chồng một đầu mà vợ một đầu. Xấu hổ à, kéo đi. Rồi, kéo đi xem hôm nào. Nay tha hồ ăn bánh kẹo. Kéo đi nào, kéo. Nào không xấu hổ. Kéo đi, anh kéo trước đi, để vợ đi theo sau nào. Chị vợ xấu hổ. Cái công cuộc làm nhà nó cũng quá là gian nan. Chào chú trường. Ôi giời ơi, đông vui thế. Nói to lên. Nói to lên là như nào. Có biết tên chú không đấy? Con chào chú trường. Ôi giời ơi, giỏi quá. Giỏi quá. Ôi có đứa ho à. Mùa này có vẻ ho nhiều nhỉ. Mùa này hay ốm. Ừ, mùa này hay ốm lắm. Đây, các con ngồi trường để được rào vào một cái cổng sắt như này. Nào, xin chào nhá. Chúng mình còn nhớ nhau không nhỉ? Ôi dồi, toàn chân đất này à. Toàn đi chân đất thôi. Toàn đi chân đất. Đi vào lớp đi. Đi. Con chào chú trường. Con chào chú trường. Con chào cô Nga. Con chào cô trường. Ôi, chào cô trường. Con chào cô giáo chưa? Hôm nay xinh nhé nhỉ? Hôm nay bé này xinh nhé. Ừ. Bạn này cũng xinh nhỉ. Ôi, bạn này mắt nó còn màu nâu cơ. Đấy. Má hồng. Má hồng, da trắng rất là xinh. Rồi bây giờ chúng mình vào lớp nhỉ. Ôi thằng này chán bị làm sao này. Không biết nó bị làm sao như nào. Ôi cha du. Giống như kiểu vết khô thôi nhỉ. Ngã quá. Con lử đâu? Đánh nhau. Đánh nhau à? Ôi giời ơi. Sao con gấu đấy à? Mẹ xíu này mà con đánh nhau sứt chán này á. Đây con của em đây. À con của em đây à? À con gái bố lử đây à? Xinh xắn quá nhỉ. Đi vào lớp đi. Vào lớp con ơi. Các bé ở đây thì mình thấy cũng rất là ngoan và rất là nghe lời cô. À đây rồi. À hôm trước là vâng. Chị Hạnh không mua nệm mà mua cái tấm lót này đúng không? Đúng rồi. Ừ, cái thảm này nó sẽ không lạnh ấy. Ừ. Cái thảm này thì với cả là nó ấm mà nó tiện học được luôn. Nó tiện hơn nhờ mình không với phải kê ra. Ví dụ như là ví dụ nó bẩn thì chị giặt được. Ừ. Chị mang ra chị giặt được luôn. Ừ. Thế cái này còn, cũng hợp lý, thế này cũng hợp lý rồi. Còn đệm thì giặt thì cả tuần mới nó mới khô, nó ở trên này nó có lắng đâu. Vâng, trên này nó không còn nắng. Cần thấy tuyệt là mà mua mít than đấy nó đó. Thì ngồi cái nền gạch này nó sẽ rất là lạnh, lạnh mông, lạnh đít. Có cái tấm này thì nó cách nhiệt rồi, nên là các cháu sẽ ấm áp hơn. Thế bây giờ các con chờ chú lâu rồi, thế bây giờ mình ăn tạm một chút bánh kẹo trước nhá. Xong rồi trưa mình sẽ ăn bánh kẹo một trận nữa và ăn cơm trưa cùng nhau nhá, được không? Vâng đi. Rồi, thế nhờ cô giáo Nga đi nhờ với cả cô Hạnh chia kẹo cho các con bây giờ cô ăn trước. Chia kẹo cho các con ăn trước nhá. Tí nữa các con sẽ hôm nay sẽ được ăn cơm cùng cô giáo và chú trường này, với cô Nga này, với lại bố mẹ ở bản nhá.
Vâng. To lên nào, to lên xem nào. Con nói to lên. Đúng rồi. Ở đây thì nhiều bạn buổi sáng đi học còn không ăn sáng, đúng không em? Ừ. Đó, các bạn nhịn đói đi học luôn, về trưa thì mới ăn cơm. Hôm nay chú Trường lên được chú Trường mua rất là nhiều kẹo cho chúng mình đấy. Cháu này tìm mua nhiều cần đâu, giờ tôi kia đó. Tôi kia lấy phát bên chú chưa tả cho mình nhiều. Sẽ là tôi nhà đó. Sẽ chú lên tiếng nhớ cháy nó. Sẽ là tôi kia đó. Tôi nhà kia cho. Nhưng mà mua nhiều đủ đó. Bây giờ thì Lử cũng đã tập hợp được rất nhiều những phụ huynh rồi. Nhưng mà để tập hợp được hết thì rất là khó. Bởi vì là rất nhiều những phụ huynh khác là đang đi làm, đúng không em? Và bây giờ để mà trở về từ nơi làm đến trường thì rất là khó. Thì tôi sẽ nhờ cô là để gửi cho các bạn ấy luôn đi nhờ, chị Hạnh nhờ. Bây giờ chắc là để các con ra đây đi, xong rồi là mình cứ trực tiếp đưa cho các con đi. Ngày hôm nay thì mỗi bạn sẽ có 2 chiếc áo ấm, 2 chiếc áo khoác và quần, đều là những chiếc quần rất là mới, và đặc biệt hơn là mỗi bạn sẽ được thêm một cái chiếc cặp lồng sắt đựng cơm nữa, một chiếc cặp lồng sắt để đựng cơm nữa. Bởi vì hôm trước khi mà mình lên ấy, thì nhiều bạn là phải đựng cơm bằng cái túi bóng ấy, trông nó rất là mất vệ sinh, nên là mình đã mua thêm những cái cặp lồng sắt như này để các con có thể là mang cơm đi học nó vệ sinh hơn. Và thêm nữa là mỗi bạn sẽ có được một đôi dép lê này nữa. Đây bây giờ nhờ Nga, cô Hạnh cũng như là Lử đi nhờ. Thì cứ mỗi bạn một suất quà. Còn bạn nào có phụ huynh thì nhờ phụ huynh cầm hộ, bạn nào không có thì mình cứ tự cầm, tự bảo quản. To à? Cứ một áo dày và... Một áo dày, một áo mỏng. Thì sẽ có một chiếc áo rất dày như này, một áo phao dày này, và một chiếc áo mỏng thì để dành cho những cái ngày mà cái thời tiết nó không quá lạnh. Và một chiếc giày thì để luôn phiên nhau. Thì đây là đều là những cái tư vấn của cô Hạnh thôi, vì cô hiểu nhất các bạn ở đây, nên là cô đã tư vấn cho mình để mua những cái món quà nó phù hợp với các con. Nào mặc thử nào, mặc thử nào. Đấy. Ôi cái áo phía trong của con bé này nó còn nhỏ hết như em này này. Đây đây đây. Đây. Bạn này có chưa? Con xin cô. Đấy, cái bạn nào nhỏ thì nhờ Nga ướm luôn. Rồi, vẫn còn tranh thủ gặm kẹo à. Ở đâu có, bạn nào có phụ huynh thì, bạn nào có bố mẹ thì nhờ bố mẹ mặc cho. Xong rồi thử xem có vừa không. Con của em đâu. Đấy, đi vào thử cho con đi. Đấy. À, đây đây đây, chị này có cô con gái rất là xinh đây. Đấy. Con của em đâu. Đấy. Ai có con thì cứ vào ướm cho con đi, đừng đứng ở ngoài đấy nhá. Đi ướm đi xem cái nào vừa thì lấy cho con. Đấy. Quá là tuyệt vời nhỉ, quá là ấm luôn. Đây áo mới nhá con nhá, có cả tem mác đấy nhá, không phải áo cũ đâu đấy. Chú. Bạn này vừa in luôn nhỉ, vừa jean luôn. Đấy. Trông như con gấu. Tỏ mấy đầu thôi. Đây. Đúng rồi, bà giúp con mặc đi. Đấy, đây là chắc là cháu của bà hay sao. Đấy, mặc thử. Bạn này vừa không? Vừa không? Có, đây nhiều số to mà. Rồi, thêm một cái áo nhỏ nữa. Cái kia vừa không? À, có rồi đúng không? Đây, 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 em đổi cho. Đây, bên này cũng quá xinh, quá vừa luôn. Rồi, cái tay áo thì nó lại hơi lòi ra một tí. Ấm không? Ấm nhờ. Ấm. Nào, tiếp theo là đến cô công chúa nhỏ này nào. Công chúa mặc một chiếc váy. Bảo ơi. À, vẫn chưa vừa à? Chắc tại vì bạn này hơi nhỏ so với các bạn thì phải. Rồi, cái áo mỏng thì vừa rồi. Tìm một cái áo dày
Nhưng mà em lấy cái to to một tí cũng được, bởi vì sau này nếu mà ấy quá thì mình mặc thêm áo len cho con ở trong ấy, đúng không? Thì nó cũng sẽ vừa mà. Ừ. Cháu thích dép đỏ này không? Cháu đi dép đỏ này nhá. Đây, để chú xem nào. Ở vùng cao thì những cái dép này nó bền, nó chắc ấy. Và nó, cái độ ma sát nó tốt, các con đi nó không bị ngã. Đấy. Dùng những cái dép này thì nó sẽ phù hợp với cái địa hình ở đây. Em có cặp lồng nhá. Cặp lồng cho con này. Cái đựng cơm ấy. À đây đây đây. Cho một cái cặp lồng. Cái này để đựng cơm cho con đi học nhá. Ngày hôm nay thay mặt các con cũng như là thay mặt dân bản đây cũng rất là cảm ơn anh Hoàng ở Sài Gòn, anh đã tài trợ cho các con những cái món quà rất là thiết thực và ý nghĩa như này. Rất là cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã mang đến cho các con những cái niềm vui nhỏ nhỏ như thế này. À, cháu không phải cán bộ. Cháu là người bình thường thôi. Vâng, thì ông mang về cho các cháu nhá. Dạ vâng. Chúc ông sức khỏe nhá. Vâng. Phụ huynh nào chưa có dép thì lấy dép. À, đây. Ở trên này có vẻ như là các con không thích đi tất đúng không? Khổ, đi trên đất, toàn đi trên đất thôi. Cho nên là hôm em bảo mua tất đi, chị mới bảo chúng nó không dùng đâu. Toàn đi trên đất xong là bây giờ cứ bắt đi dép thì phải đi dép thôi. Ừ. Cũng muốn mua cho các bạn, mỗi bạn mấy đôi tất nhưng mà theo như cô giáo nói thì là tất các bạn ấy không thích sử dụng, có thể là nó vướng chân. Đây, loáng một lúc thôi mà mọi người đã phát xong gần như là hết số quà rồi. Đã phát xong tất cả quà cho các con và các phụ huynh. Đấy. Mọi người ai cũng rất là vui mừng. Thì bây giờ các con sẽ quay trở lại lớp học để tiếp tục học. Và lát nữa thôi thì khi mà nấu cơm trưa xong thì tôi sẽ cùng trưởng bạn, cô giáo cũng như là các con sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm rất là ngon nữa. Thôi bây giờ xong rồi mọi người, mua chế đi. giờ Lửa đi xem cơm nước như nào đi nhỉ? Đi xuống nhà em đi. Hôm nay có cái gì ăn rồi Lửa? Nay bảo Phùng làm một ít rau cỏ thôi. Có cái gì ăn như đấy. Nhưng mà đủ cả cơm cho các bạn nhỏ đúng không? Vâng, có. Hôm nay nấu cả sốt cho các cháu nữa. Ok. Cô giáo Nga có muốn hàng ngày có một anh đưa đón đi làm không? Có à? Thế bây giờ làm sao để đưa được cô giáo Nga đi làm hàng ngày nhỉ? Phải leo núi được à? Ai dạ, ngày hôm nay thì mới được vào nhà trưởng thôn. Em chào anh nhá. À, anh đang đầu bếp à? Ôi, nhà có hai con chó đẹp đấy nhỉ? Ấy, con này nó không cắn nhá. Nhà trưởng thôn cũng treo một lá cờ này. Và ôi, nhà trưởng thôn đẹp thế. Mới làm đầu năm. À, vừa làm à? Vâng. Oh. Thôi vào nhà đi nhỉ? Ừ. Ôi, đấy là ngôi nhà của Lử. Wow. Rất là rộng rãi và rất là gọn gàng này. Đẹp quá. Hôm trước mình lại không có cơ hội vào đây, hôm nay mới vào được. Đấy. Và đây là cái loa này rất là quý ấy nhỉ. Vâng, cái này quý là cái quan trọng nhất để tập trung vào con đấy. Quan trọng nhất của làng đấy. Ừ, không có cái này là khả không rộng gọi được luôn. Mọi người nhỉ. Không gọi được luôn. Vì trên này sóng di động nó cũng rất là chập chờn và hầu như là không có, nên là để gọi được nhau thì phải dùng những cái chiếc loa phóng thanh.
Bây giờ là mình thử xuống bếp đi. À, đây vợ Lử đúng không? À vợ em đây à? À xin chào. Đầu bếp à? Vâng, em làm bếp anh. Và thử vào bếp xem là hôm nay mọi người có món gì nào. Có vẻ như là cũng rất nhiều những món ăn ngon đây. Có lòng này nhỉ? Bọn em mổ con lợn còi anh ạ. À, mổ hẳn một con lợn còi ấy hả? Ôi dồi ôi, con lợn bao nhiêu cân đấy? Okay. Hơn 10 cân. Hơn 10 cân à? Gần 20 cân. Gần 20 cân? Trời ơi, tôi không ngờ là mọi người lại mổ một con lợn to như vậy đấy. À, biết anh lên hả? Ôi, nhưng mà lại bị hoành tráng quá ấy. Đấy, hai nồi thịt. Chắc phải một tiếng nữa nhỉ? Tiếng ăn cơm. Ừ. Cái khu bếp của nhà Lử cũng rất là rộng rãi và gọn gàng này. Có rất nhiều những cái thiết bị bằng sử dụng điện, như là nồi cơm này, nồi lẩu này. Để anh ra tay một tí. Anh bảo cái con lợn ấy là mua hết bao nhiêu tiền đấy? Cũng chưa bảo chủ nó đang đi vắng, nó bảo cứ bắt thôi. À chủ cứ bắt thôi à? Bắt trước thôi. Ừ, thì để anh biết xong rồi để anh còn anh gửi tiền cho nhá. Ôi giời, không cần đâu cái này. Không, trời ơi, ai lại làm thế? Không làm thế được. Cả phụ huynh nữa, cả các cháu vừa ăn đấy hết. À không sao cả, mình có tiền mà. Cứ ấy đi, xong rồi anh gửi con lợn này cho. Vì đến đây thì mọi người cũng đã khó khăn vất vả lắm rồi mà bây giờ lại phải dùng tiền của mọi người để mua thức ăn nữa thì nó rất là không sao đâu, không sao đâu anh ạ. Ừ. Bây giờ đã rơi vào khoảng 12 giờ trưa và không khí nấu nướng cũng tưng bừng hơn rất là nhiều. Bây giờ là chỉ còn một món nướng nữa thôi đúng không? Là chúng mình xong rồi đúng không? Đấy, bên này thì anh đầu bếp đang băm chặt rất là nhiệt tình. Nhìn rất là ngon. Đây, cho mọi người xem trực tiếp luôn một miếng. Nuôi cá phải ngon như thế này. Lợn ở đây thì mọi người chỉ cho nó ăn đồ tự nhiên thôi. Đấy, cái miếng thịt này. Thấy họ bảo nhãi nhiều lắm. Nhìn quá là hấp dẫn. Bây giờ thì chắc là đến lúc các bạn nhỏ bắt đầu tập hợp xuống rồi này. Đi vào nhà đi. Đúng rồi, rửa tay. Nào, đi xuống đi. Rửa tay chân xong rồi là ăn cơm. Ngày hôm nay thì có cả phụ huynh của các bạn nữa sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Đúng rồi, con rửa tay đi, rửa sạch tay đi nhá. Nào, rửa tay. Đấy, trước khi ăn cơm mình phải rửa sạch tay nhá. À, đấy, rửa cả chân luôn. Cô bé này còn mặc một bộ người Mông rất là xinh này. Vừa mới mua à? Bộ này em vừa mua bao tiền đấy? 400. Cái gì, bộ này 400 nghìn á? Vâng. Cái bộ bé tí 400 nghìn á? Sao em nhiều tiền thế? Có ôi. Tiền nhưng mà con thích. À không có tiền nhưng mà con thích à? Mấy bà mẹ đây ăn chơi thật, đầu tư đấy. Em mua bộ này bao nhiêu? 400. 450. Ừ. Sao quần áo đấy đắt nhỉ? Ừ. Mấy quần áo này thì để các bạn mặc chơi Tết đúng không? Có. Ừ. Bởi vì chuẩn bị đến Tết Dương Lịch rồi. Tết Dương Lịch ở đây mọi người cũng tổ chức rất là to. Đó, và có rất nhiều những cái chương trình văn nghệ vui chơi. Và trẻ con thì luôn luôn được ưu tiên những bộ quần áo rất là mới. Nào, chỗ kia xuống đi. Ôi rồi làm gì trên đấy nữa? Ngồi xuống. Nào, vào đi nào. Nhanh lên nào. Đấy, những bạn nhỏ đã đi những cái đôi dép mới. Ngày hôm nay thì sẽ tổ chức một bữa cơm nhỏ nhỏ ở nhà Lử, ngôi nhà của trưởng thôn. Và có rất nhiều những cái món ăn ngon. Có một bát canh xương này, một đĩa thịt heo luộc này, và cái nội tạng nộm với nhau, và một đĩa thịt nướng nữa. Đấy, tổng quan cái bữa cơm này là có 4 món ăn và có cả cơm trắng nữa. Ở đây thì mọi người sử dụng cơm trắng là nhiều chứ không có sử dụng cơm ngô mèn mén. Và cái mâm cơm thì được các chú đầu bếp xếp thành một dọc dài như này. Và dùng những cái lá chuối để lót xuống phía dưới. Trông nó vừa mộc mạc mà cũng vừa sinh động. Nhìn cái mâm cơm nó rất là hấp dẫn. Bây giờ thì mọi người đã tập trung được hết tất cả các bạn nhỏ vào rồi.
Đấy. Ngày hôm nay thì các con sẽ được ăn một bữa cơm, tôi tạm gọi là bữa cơm có thịt. Đấy, rất nhiều thịt luôn. Đấy, và cô bé này cô còn chưa cắt cái mác ở áo đi này. Ờ, đủ chưa nhỉ? Đủ 20 mấy đứa chưa? Vẫn thiếu à? Gọi hết đi. Ừ. Gọi hết về đi, không tí lại bạn no bạn đói đấy. Bình thường khi mà đi học ở lớp thì các bạn tự trang bị cơm ở nhà đi, thì có hôm thì có thịt, hôm thì không, hôm thì ăn cơm trắng, có bạn thì ăn cơm với hoa quả, ăn cơm với chuối. Đó. Ngày nay thì mình quyết định là sẽ tổ chức cho các con một cái bữa cơm, một bữa cơm có rất nhiều thịt để các con cải thiện, ăn một bữa thật ngon. Có vẻ là cũng đói rồi, bởi vì là buổi trưa rồi, đấy, gần 12 giờ trưa rồi. Đấy. Ở đây bạn nào chưa rửa tay nào? Nào, bạn nào chưa rửa tay nào? Phát hiện ra bạn áo vàng chưa rửa tay rồi. Con rửa tay chưa? À, con xòe tay ra chú kiểm tra rồi, sạch rồi này. Rồi, đẹp rồi này. Rồi, đẹp rồi, sạch rồi. Đó. Nào, đi các mẹ ơi. Đi đi vào cho các cháu ăn dần đi. Các mẹ còn xấu hổ hơn cả các con. Nào, khiếp, mấy cái mẹ cứ xấu hổ thôi. Em sang bên kia ngồi đi, ngồi ăn với các con đi. Đó. Còn người đến trước, người đến sau thì chờ nhau thì lâu lắm, bởi vì các bé đói rồi. Nào, cô công chúa của Lử à, đúng không? Đây, chắc con gái của Lử này, đi ra ăn cơm đi. Đi ra ăn cơm đi. Nào, các bạn ăn cơm nhá, chú mời các bạn ăn cơm nhá. Nhưng mà nhiệm vụ của các cháu là phải ăn hết thịt nhá. Phải ăn hết thịt nhá. Thừa cơm cũng được nhưng phải ăn hết thịt nhá. Rồi, ăn cơm đi. Rồi. Đấy. Ăn đi, không đói rồi, ăn đi. Ăn đi. Rồi, lo mỏ đi, lo mỏ. Lo mỏ. Đi nhở, mấy anh em mình cũng ngồi thôi nhở. Đó. Vâng. Mọi người cũng vào ngồi đi, cho nó đông đủ, cho nó đông vui đi. Đấy, bây giờ thì đã tập trung được hết tất cả các bạn nhỏ rồi. Nói chung là nhìn cái hình ảnh này là mình rất là xúc động, bởi vì là tổ chức được một cái bữa cơm như này thì cũng phải trải qua rất nhiều những cái hành trình, và cũng nhờ sự chung tay giúp đỡ của mọi người, và đặc biệt là anh Hoàng nữa, thì anh cũng đã hỗ trợ để mình có thể là thực hiện được một cái bữa cơm ngày hôm nay. Vâng, thay mặt lãnh đạo chính quyền bản thì cũng xin cảm ơn các nhà học tâm này, với lại cô giáo cũng đã quan tâm đến các cháu học sinh. Thì thay mặt các bậc phụ huynh tôi cũng rất cảm ơn. Không có gì hơn nhỉ, cũng mời chúng ta giao lưu một chém. Thế thì cùng nhau nâng ly đi nhỉ. Rồi, em chúc sức khỏe tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các anh đã nấu một bữa cơm rất là ngon cho các con ạ. Chúc các cháu mạnh khỏe nhá. Cô giáo và chú Cường nhá. Còn bây giờ thì xin kính mời tất cả quý khán giả cùng dùng cơm với các em học sinh cũng như là dân làng. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu mến và theo dõi kênh YouTube Chao Vlog. Một lần nữa thì xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.